tải tài liệu. Đây cũng là một cái event tôi nghĩ rất là quan trọng. Giả sử như bạn có tài liệu profile công ty đi chẳng hạn, giả sử như là profile công ty, giả sử như là giả sử như bạn có một cái profile công ty và bạn để trên Google Drive, thì bây giờ chúng ta sẽ giả sử như get send lên một link đi, copy link, và bạn muốn đưa lên website để cho người dùng tải cái tài liệu giới thiệu về doanh nghiệp chẳng hạn. Giả sử tôi cập nhật vào cái trang này. À, bạn nên dùng một số dịch vụ rút gọn. Đây, giả sử đây là cái file tải tài liệu. Thì bây giờ chúng ta sẽ chèn vào như sau. Link download profile Madoka, tiệm sáng tạo Madoka. Click tại cái chữ download này thì bạn có thể chèn cái link mà chúng ta vừa mới tạo. Đó, bây giờ chúng ta đã có một cái link download tài liệu. Và khi mà khách hàng click vào link này để tải profile về thì chúng ta đã biết rằng là cái ông khách này đang rất là quan tâm đến công ty. Thì cái việc mà tiếp cận hoặc là tiếp thị lại để giới thiệu sản phẩm dịch vụ sẽ rất là hiệu quả. Thì chúng ta cũng cần phải tracking theo dõi cái việc tải click vào cái link tải 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 profile này về. Thì chúng ta sẽ cùng bổ sung cái tab để theo dõi. Thì như vậy là mỗi khi các bạn có một cái tài liệu gì quan trọng mà muốn theo dõi thì hãy làm tương tự như thế này để bổ sung vào cái mã tracking. Bây giờ chúng ta cũng cùng tạo event. Khi click như vậy chúng ta cũng sẽ tạo cái event để gửi về Google Analytics. Event download profile. Đây chính là download profile doanh nghiệp chẳng hạn. Thì chúng ta biết rằng là chỉ có một link đó thôi chẳng hạn. Thì chúng ta đặt tên như này là được. Để hiểu rằng là đây là cái event mà tải profile công ty. Chọn Google Analytics. Vẫn là event. Thì bây giờ chúng ta sẽ là category là download. Để chúng ta nhóm lại tất cả các cái event mà download lại. Còn action là profile này. Profile. Company profile. Sau này bạn có tài liệu khác thì bạn điền thay company profile thành một cái tài liệu khác. Còn sự kiện nhóm thì nó vẫn là cái download tải tài liệu.
À, cái label này thì có thể là chính là cái click click tag click tag đã click tag chính là cái chữ chữ download này. Chúng ta có thể sử dụng cái trường label này cho chữ download hoặc là cái trang URL, cái page giới thiệu. Thì tùy thôi, bạn thấy cái thông tin nào quan trọng thì chọn. Thì có thể là lấy tại vì tải profile thì chúng ta biết biết được là ở cái trang nào rồi, trang giới thiệu rồi. Còn click download thì theo tôi là nên chọn cái click tag để sau này chúng ta có thể test nhiều version cái lời kêu gọi hành động ấy, click here hay là click vào đây để tải tài liệu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ biết được rằng là với cái tag nào thì sẽ có nhiều cái event hơn chẳng hạn, cái lời kêu gọi chẳng hạn. Thì đó là cách để chúng ta cái A/B test sau này. Còn cái giới thiệu này thì thường các công ty hay doanh nghiệp thì có đưa cái tải profile ở trang giới thiệu mà thôi, nên không cần thiết. Thì chúng ta sẽ cho vào đây là cái click click tag. Đấy, như vậy thì cái thông tin click tag thì sẽ được truyền về Google Analytics. Thì chúng ta sẽ biết được khi có người nào tải tài liệu về, tải profile về, sẽ biết được category là download, action là company profile, label là click text. Chúng ta vẫn chọn biến như bình thường. Trigger. Tạo một trigger mới. Lúc trước chúng ta đã engagement event. À, đây cũng sẽ là một engagement event để mình biết được rằng là engagement profile download để chúng ta biết rằng user có tương tác. Tại đây thì các cái đây là một cái link, thì chúng ta sẽ check theo link click, chúng ta sẽ chọn cái trigger type là link. Vì có rất nhiều link. Nên chúng ta sẽ chỉ checking theo các cái link mà chúng ta quan tâm. Ví dụ như các bạn là rút ngắn đường dẫn rồi thì chúng ta sẽ chỉ check theo các cái link mà chứa các cái đường dẫn mà do chúng ta chỉ định, thì chứ chúng ta không muốn là theo dõi quá nhiều tất cả các link click, như thế sẽ rất là nhiều. Thì sẽ với ví dụ này thì tôi sẽ chọn click URL, nó có chứa cái này, có chứa cái đâu nhỉ, ở đây có chứa cái golink .ws. Thậm chí các bạn có thể ghi lại cả cái đường dẫn cụ thể nữa, nhưng mà không cần thiết. Tức là với các cái link nào mà chứa cái từ này, từ từ khóa này, cái tên miền này, thì tôi mới theo dõi và mới gửi cái event đó về. Thì nếu như bạn vẫn cũng dùng dịch vụ rút link này
mà cho các tài liệu khác thì nó đều đều theo dõi. Thì đây rất là tiện. Thì bạn có thể quản lý được tất cả các cái link download khác nhau. Thì lúc đó bạn bạn không không nên ghi là profile nữa, mà lúc đấy có thể là download chẳng hạn, thì chúng ta sẽ quản lý được tất cả các trường hợp. Đây là tôi chỉ tại với trường hợp này chúng ta chỉ có một cái link ra ngoài để tải tài liệu, nên tôi sẽ chọn nó là profile download. Đó, như vậy là chúng ta đã có thể chúng ta có cái mã theo dõi khi mà tải profile. Và chúng ta kết thúc bài học này. Hẹn bạn ở bài tiếp theo.